Audio Jungle. Audio Jungle. Sơ Bắc đã ba đời hơn 100 năm và em nghĩ là bản thân mình muốn tạo ra một cái gì đó, và lúc khi mà được thầy giới thiệu những cái thương hiệu hoặc những cái bạn kinh doanh hoặc những anh chị kinh doanh từ số 0, trong lòng em nổi một cái khao khát rất là lớn. Và cái lúc đó thực sự là em không có đồng nào hết, em không có tiền, cũng không có cái gì, nhưng mà chỉ cần thầy chốt những cái câu, rồi thầy giống như là thầy vẽ ra cái tương lai cho mình vậy, mình vẽ ra cái ngày mai cho mình, cái tự nhiên cái lúc đó mình chỉ nói mình phải hành động thôi, mình không có còn cách nào khác nữa. Em không có đồng nào, em cũng đăng ký đi học, rồi cái lúc đăng ký xong em về em xoay sở, em nghĩ tùm lum hết, làm thế nào để kiếm được 15 triệu, làm thế nào, em đi thuyết phục để mượn tiền, vay tiền, vay từ bạn bè người quen. Có nhiều anh chị, cũng có một anh rất là tốt, tức là chỉ học với em trong 2 ngày mà sẵn sàng có thể cho em mượn được nửa số tiền, nhưng mà em cũng hoàn toàn là kỹ như lúc đó mình cũng ngại, mình cũng không muốn phụ thuộc lắm vào cái đó, nên cố gắng nghĩ cách làm sao cái em cứ suy nghĩ phải bán cái gì, phải kiếm cái gì, phải làm cái gì để kiếm tiền, cứ nghĩ lúc nào cũng nghĩ tới tiền, tức là làm sao để đi học. Cái sau đó thì em mới tìm được cái sản phẩm, là em vô tình em đi gặp một người quen thì em tìm được sản phẩm là bánh đậu phụ mè, ăn thấy cũng ngon, và kiểu như là mình còn nhỏ nên bắt đầu cái sản phẩm mà có giá trị thấp hoặc dễ bán thì mình bán được cái số lượng nhiều, mình có thể kiếm tiền. Thì em với bánh đậu phụ mè thì em đi học, thầy vừa học thì vừa bán trong lớp của thầy. Mấy anh chị thì mới đầu mấy anh chị thấy, hình như mấy anh chị cũng thấy quý hay thương em gì đó, vừa ủng hộ giùm em. Nếu mấy anh chị ăn ngon thì mấy anh chị cũng vừa ủng hộ, rồi để có thể duy trì ví dụ cuộc sống qua ngày thì em tăng lượt bán lên, tức là em không những đi ra chợ đi mời từng người từng cô từng chú ở ngoài chợ, anh chị có khi là một buổi sáng chị bán 20-30 gói trong vòng 2 tiếng. Em đi ăn nỉ từng người mời cô mời chú, khi em đứng giữa trời nắng vậy cầm một cái bao đậu phộng để em để ra mời cô chú ăn thử, chỉ là mời ăn thử thôi. Buổi tối em chạy ra công viên, buổi sáng thì ra chợ, tối chạy công viên, rồi tìm hết hội thảo này đến hội thảo khác để đi bán hàng, rồi gặp người quen bạn bè lên lớp thì cứ gặp đứa nào cũng mời nói chuyện, rồi đủ thứ lên đời. Thì cái bán tuy là bán cái số lượng thì cũng nhiều, cái số tiền kiếm được thì chắc chắn là cũng không có đủ để trang trải nhiều chi phí, nhưng mà trong quá trình đó em đã học hỏi được nhiều cái và em đi bán thêm những cái khác nữa, rồi từ từ học hỏi, rồi gặp được rất là nhiều anh chị. Và khi mà được thầy chia sẻ, cũng như em rất là ngưỡng mộ nhiều anh chị kinh doanh từ số 0, và những anh chị rất là nỗ lực kiên trì từng ngày. Cứ mỗi lần đi học em được nghe thầy, rồi được đọc những câu chuyện của thầy, nó kích động, kích thích mình, nó làm cho mình phải làm cái gì đó. Rồi mấy anh chị cứ nỗ lực, cái anh chị nào cũng nỗ lực từng ngày, khi mà nhìn thấy mọi người, nhìn thấy sự nỗ lực, cái tự nhiên cảm thấy bản thân mình phải làm gì đó, phải nỗ lực học hỏi, đọc sách, rồi đi học cái này cái kia, thấy cái nào hay cũng đi. Rồi cái thầy ví dụ thầy giới thiệu mấy khóa học hoặc là cái như thế này cũng rất là muốn đi, phải tìm cách, nhưng mà muốn đi mình cứ làm đi, rồi mình tìm cách mình xoay sở cái đó, rồi em tìm cách thuyết phục ba mẹ, thuyết phục gia đình. Tại vì như anh chị đã biết, em quê gốc em ở Hội An, Quảng Nam, thì ba mẹ em cũng chỉ làm nông thôi. Hồi trước giờ là nói chung là đại loại như là cũng rất là thương em. Có một đứa con gái và 2 đứa con trai. Thì em còn 2 đứa em trai nữa, là một đứa là đang học lớp 11, một đứa 10. Tức là lúc mà em ra trường thì một đứa sẽ vào đại học. Mà ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, đại loại như là em rất là lo. Nhiều lúc mình thấy mình vô tư lắm, nhưng mà cứ nghĩ lại, tưởng tượng 5 năm sau nếu như mà em ra trường, rồi ba mẹ em già rồi, sức khỏe không còn nhiều nữa, nói chung là không có đủ sức khỏe mà để lo cho mấy đứa em được. Bản thân em cũng vậy, nên nhiều khi nghĩ tới cái viễn cảnh đó thì thấy thương ba mẹ kinh khủng luôn. Nói chung là cứ lòng mình cứ muốn làm cái gì đó, cứ muốn làm cái gì đó để ba mẹ đỡ khổ. Nhiều khi nó sao? Em còn trẻ nhưng mà em sẵn sàng học hỏi, chỉ cần cái gì hay mà có thể làm cho bản thân em phát triển hơn, hoặc là những cái gì mà có thể giúp cho những cái gì tốt hơn thì em sẽ sẵn sàng làm, em sẵn sàng học hỏi, em sẵn sàng trải nghiệm để em học hỏi, để sau này em muốn cho, trước tiên em chưa biết làm cái gì lớn lao, nhưng mà đầu tiên là một đứa con thì phải có trách nhiệm với gia đình, với ba mẹ.
trước, rồi sau đó rồi mới nghĩ tới bản thân mình. Nên em sẽ là nỗ lực hết sức. Ok. Xong lại từng yêu đơn xa rong trên những ngày đầu vừa ba gian đưa đường một xưa dài nắng dầm